Sau nhiều lần lỗi hẹn vì các lý do khách quan và chủ quan, sáng nay nhà máy đốt rác phát điện Sóc Sơn, Hà Nội, nhà máy điện rác lớn nhất cả nước đã hòa lưới điện quốc gia, chính thức đi vào vận hành giai đoạn 1. Đúng 8 giờ 5 phút, tổ máy số 1 công suất 15 MW nhà máy đốt rác phát điện Sóc Sơn đã hòa lưới điện quốc gia thành công. Với việc vận hành tổ máy số 1, mỗi ngày sẽ có 1.000 tấn rác tươi được đốt phát điện, bằng 1/7 lượng rác phát sinh mỗi ngày của thành phố Hà Nội. Sáng nay, sự kiện hòa lưới tổ máy số 1 đã rất thành công. Trước đó, chúng tôi đã có một quá trình chuẩn bị trực tiếp hơn một tháng, đã hiệu chỉnh lò đốt, thông thổi các đường ống, hiệu chỉnh tua bin, vận hành tĩnh, vận hành động. Khi đạt được tất cả yêu cầu, thông qua hết các tín hiệu thì mới đi đến bước hôm nay là hòa vào lưới thành công tổ máy số 1. Ngoài tổ máy số 1, đại diện chủ đầu tư cho biết hiện nay tổ máy số 2 đã hoàn thành tất cả các bước hiệu chỉnh kỹ thuật, đang chờ cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép vận hành. Các lò đốt còn lại số 3, số 4 và số 5 cũng đã được hiệu chỉnh thành công, có thể hoạt động khi được phép. Giai đoạn 2 của chúng tôi dự kiến đi vào hoạt động vào cuối tháng 8 và giai đoạn 3 thì là cuối tháng 9 thì nhà máy của chúng tôi sẽ đi vào hoạt động đủ công suất là 5.000 tấn một ngày. Thế tuy nhiên hiện tại bây giờ thì chúng tôi đang vướng mắc một chút, đó là các thủ tục pháp lý của tại Việt Nam. Thì hiện tại bây giờ muốn giai đoạn 2 đi vào vận hành thì chúng tôi sẽ phải nộp hồ sơ xin giấy phép môi trường ở tại Bộ Tài nguyên Môi trường. Thế tuy nhiên là đến ngày hôm nay thì cái điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của chúng tôi ở tại Hà Nội vẫn chưa được phê duyệt. Chúng tôi rất là mong trong cái thời gian tới sẽ tiếp tục nhận được cái sự quan tâm của các cơ quan ban ngành, các bộ ban ngành cũng như của thành phố Hà Nội để cho chúng tôi sớm đưa giai đoạn 2 và giai đoạn 3 của nhà máy đi vào vận hành. Dự án nhà máy điện Sóc Sơn nằm trong khu liên hợp xử lý chất thải Nam Sơn, được Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chấp thuận chủ trương từ cuối năm 2017, tổng đầu tư 7.000 tỷ đồng. Nhà máy có 5 lò đốt với 3 tổ máy phát, dự kiến với 4.000 tấn rác được đốt, lượng điện phát ra là 75 MW. Trong đó lượng điện được tái sử dụng là 15-20%. Còn lại nhà máy đã ký hợp đồng bán điện với Tổng công ty Điện lực Việt Nam. Đây được xem là nhà máy đốt rác lớn nhất Việt Nam với công suất từ 4.000 tấn rác khô, tương đương gần 5.500 tấn rác tươi mỗi ngày.